đây. Bây giờ là chú sẽ vẽ một con mắt đây. Và bây giờ thêm một con mắt nữa đó. Là hai con mắt. Con biết vẽ lỗ mũi không? Không. Không hả? Rồi rồi bây giờ chú vẽ luôn cái lỗ mũi này. Đó. Đây là cái miệng. Đây. Có một cái miệng bự như vậy đây. Bự không? Chú thấy miệng bự không? Đó. Bây giờ con vẽ cho chú cái lỗ tai nha. Được không? Đó. Có cái nơ này thấy chưa, cái nơ đúng này con hả? Ừ. Bây giờ con vẽ lỗ tai đi, vẽ lỗ tai đi. Đây chú chỉ cho, đây con cầm đây. Rồi bây giờ mình vẽ nè, đây, nè con nhìn đây nha, vẽ đây, đó cái lỗ tai này, tiếp đây nè, rồi cái lỗ tai. Bây giờ mình vẽ hai con mắt nữa nha, hai con mắt, một. Đây. Rồi thấy chưa? Thấy hai con mắt không? Cái miệng ở đây nè. Rồi, bây giờ mình phan đã. Ở đây tự hai con mắt của mình nó hơi bự, nó hơi bự, mình cho nó nhỏ lại. Nhỏ lại xíu đi. Con mắt nó di chuyển rồi, nói chuyện đúng không? Con muốn nói. Chào. Chào, chào, chào Putin đi. Bạn này chào Putin đi. Hả? Cái miệng đâu? Nè, được rồi, con nhìn nè. Chào Putin. Hả? Chào bạn. Rồi rồi bây giờ Putin. Rồi rồi bây giờ Putin hát hát song ca với bạn này một bản được không? Hát bản gì? Bản gì? Bản gì các bạn? Mừng tuổi mẹ. Mừng tuổi mẹ. 1 2 3. Rồi